Vâng, xin chào các bạn. Mình đã có đây là một chiếc ốp lưng dành cho Samsung Galaxy Note 8 của Spiker, chiếc ốp lưng Rush Armor Extra. Đây là phiên bản nâng cấp với khả năng chống sốc cực kỳ tốt theo tiêu chuẩn quân đội của Mỹ. Có thể coi đây là chiếc ốp lưng bằng nhựa dẻo hoàn toàn có khả năng bảo vệ và chống va đập tốt nhất ở trên thị trường hiện nay. Vẫn là một sản phẩm của Mỹ và được sản xuất tại Hàn Quốc. Sản phẩm này thì có một màu duy nhất là màu đen và bây giờ thì mình sẽ mở hộp để giới thiệu các bạn. Chiếc ốp lưng được làm hoàn toàn từ nhựa mềm. Nếu tính ở trong với cái phân khúc chỉ bằng nhựa mềm không thì chiếc ốp lưng này bảo vệ máy có thể coi là tuyệt vời nhất. Như các bạn thấy ở đây, thiết kế bên ngoài trông rất là gai góc và hoàn toàn khác biệt với những mẫu ốp lưng khác ở trên thị trường. Rất nhiều những cái đường gần và bốn góc này như bạn thấy được làm gờ hẳn lên với cái công nghệ chống sốc air cushion độc quyền của hãng. Với cái thiết kế như thế này thì dù có rơi rớt thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm là chiếc điện thoại của bạn sẽ được bảo vệ một cách kỹ lưỡng nhất. Chất liệu nhựa dẻo như thế này thì sẽ giúp bạn tháo lắp dễ dàng hơn rất là nhiều mà không lo chảy xước máy. Mặt lưng là vân dạng tổ ong giúp chống được vân tay, chống bám mồ hôi và cầm ở trên tay nó sẽ rất là bám tay. Đó. Các góc này được làm lồi ra vì hầu hết nếu 90% khi chúng ta rơi máy thì sẽ các góc sẽ rơi đầu tiên. Các góc này đây là công nghệ chống sốc air cushion của hãng độc quyền và các rãnh thoát nhiệt ở bên trong giúp mình sử dụng máy đỡ bị nóng hơn. Đó. Từng cái chi tiết được làm rất là đẹp, hoàn thiện rất là tốt. Mình sẽ lắp lên chiếc Note 8. Đây, như bạn thấy ngoại hình đã được thay đổi, trông nó gấu hơn rất là nhiều. Những cái đường gần ở đây, những cái chi tiết, như bạn thấy những cái chi tiết vết cắt kim cương rất là sáng, bóng, rất là đẹp. Đấy, những đường chỉ xung quanh với một thiết kế nó cũng không bị quá dày. Phím bấm thì được làm nổi lên. Những ai sử dụng cái sản phẩm của Spigen thì có một cái điểm rất ưng ý, đó là cái phím bấm làm rất là nảy và rất là chân thật. Các vị trí thì hoàn thiện rất là tuyệt vời rồi. Viền trước nhô cao bảo vệ cái màn hình, khi mình úp máy xuống như này thì cũng sẽ không vấn đề gì. Nếu các bạn dù có thả rơi máy thì chiếc điện thoại của mình sẽ vẫn luôn an toàn. Đó là cái tính năng đặc biệt nhất của chiếc ốp lưng này. Vậy như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn chiếc ốp lưng Rush Armor Extra dành cho Samsung Galaxy Note 8. Chiếc ốp lưng này thì có mã sản phẩm của nó là 2425. Các bạn có thể gọi điện đến số 024-66-708-708 để đặt hàng hoặc kích luôn vào cái nút đặt hàng ngay ở dưới video này. Xin cảm ơn các bạn.